Từng có mặt tại hiện trường đám cháy nhà kho cạnh ký túc xá trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 4 năm 2022, người viết vô cùng xúc động khi chứng kiến một lính cứu hỏa bị thương rất nặng ở tay trong quá trình chữa cháy. Trông vết thương có vẻ rất đau nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh để các đồng đội yên tâm tiếp tục làm nhiệm vụ. Người lính cứu hỏa kiên cường đó là Đoàn Phú Quang, 24 tuổi, quê tại Tipi, Cần Thơ. Lính cứu hỏa là giữ cho mình sự minh mẫn tập trung khi bước vào công việc trần duy khánh quang cho biết để theo đuổi được công việc này anh phải thường xuyên rèn luyện sức bền phản ứng nhanh nhẹn trong việc ứng phó với các tình huống bất ngờ xảy ra trong đám cháy ngoài ra việc tạo niềm tin cho đồng đội và khiến gia đình yên tâm luôn được quang chú trọng chính vì đam mê quá lớn nên khi đối mặt với nhiều khó khăn mình càng có động lực hơn trong tập luyện để đảm bảo an toàn cho đồng đội người dân khi có hỏa hoạn xảy ra quang cho biết trong quá trình làm nhiệm vụ không chỉ để cứu người mà còn phải đảm bảo an toàn cho đồng đội. Một khi đã nhận được thông tin thì đồng nghĩa có vụ cháy lớn xảy ra, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của con người, cho nên nghề này ai cũng mong thất nghiệp là vậy. Nhắc về kỷ niệm đặc biệt trong quá trình làm nhiệm vụ, Quang chia sẻ, đó là sáng 10 tháng 11 năm 2020, khi hồi chuông chữa cháy vang lên và kéo dài mãi không dứt, lúc đó tất cả nhanh chóng lên xe đến địa điểm xảy ra cháy. Khi đến nơi Trước mắt mình là cảnh tượng khoảng 12.000 mét vuông nhà xưởng chuyên sản xuất thực phẩm trong khu công nghiệp Hiệp Phước, H, nhà bè, thành phố Hồ Chí Minh gần như bị cháy rụi. Và tất cả lính cứu hỏa đều phải cật lực tham gia dập tắt đám cháy đến chiều tối. Các anh em thay phiên nhau đến khi kiệt sức nằm trên đất cùng với những người dân cưu mang.